Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác nghe em đam mê tài chính khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác đã truy cập vào kênh YouTube của Quang Vinh Euro. Và như quý vị và các bác cùng em đã biết, dây tín hiệu là một trong những cái phụ kiện đóng vai trò rất là quan trọng trong cái hệ thống âm thanh của anh em. Cái chất âm của cái bộ dàn âm thanh của anh em có hay hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào những cái dòng dây tín hiệu. Đây là giò xe hai đầu AV hoặc dây ba lăng cân bằng hai đầu calon được cái, hoặc những dòng dây cho mic. Đấy, micro, mic không dây, mic có dây, hoặc dây một đầu 3.5 ra hai đầu AV sử dụng cho điện thoại. Và clip này thì Quang Minh đã giới thiệu đến anh em một cái mẫu dây tín hiệu, dây Kimber Cap, hoặc trong một dây dây chất lượng cao, dây lõi mạ bạc anh em nhé, một trong những dòng dây Xia chất lượng cao, một cái bản dây chất lượng cao mà Quang Minh đâu lại mới khai thác được chia sẻ đến quý vị và các bạn nghe. Tuyển chọn từ đầu jack đến dây dẫn dây trò xe hai đầu AV với cái lớp cái đầu jack, thì những cái đầu jack tuyển chọn này, jack chất lượng này, đấy, jack kim loại này, đấy, với những đầu jack mạ vàng, jack khứa khả năng tiếp xúc được cực kỳ tốt. Những cái jack này thiết kế nhỏ gọn này nên anh em có thể cắm được cả những cái không gian hẹp. Những cái jack, những cái thiết bị cổ ấy, đều có thể sử dụng được cái đầu jack này nhé, đều có thể sử dụng được. Và đặc biệt mỗi một đầu jack này được được khứa này, đầu jack khứa này tiếp xúc rất tốt, cắm rút vô cùng êm ái và chặt chẽ, không bao giờ xảy ra cái hiện tượng lỏng lẻo dẫn đến sôi sạn, ù lèn hay là méo tiếng không. Và cái những cái đầu jack chất lượng cao này, jack xịn này thì anh em vừa sử dụng không bao giờ nó bị han, bị rỉ như những jack kém chất lượng. Những cái đầu jack kém chất lượng ấy, anh em sử dụng một thời gian thì nó dễ bị han, bị rỉ lắm. Nhưng jack này thì anh em sử dụng thì mãi mãi không bao giờ nó bị han hay rỉ, vì đầu jack nó được mạ vàng và tiếp xúc cực kỳ tốt. Sử dụng cái cốt dây đây là dây Kimber Cap với lớp vỏ ngoài màu trắng này anh em này, dây màu trắng, cái lớp vỏ ngoài nó hơi bóng một chút này, là lớp vỏ ngoài được bọc một cái lớp vật liệu đặc biệt chống cháy chống nhiễu cực kỳ tốt nhá, và dây cực kỳ chắc chắn. Đấy, những bản dây Kimber Cap này, dây cực kỳ chắc chắn, dây chất lượng cao. Anh em mà đang sử dụng dây kém chất lượng ấy, những cái bản dây cũ ấy, khi mà thay cái dây này vào thì cái chất âm của cái dàn âm thanh của anh em được cải thiện hơn rất là nhiều. Anh em cùng tham khảo cái đầu jack rồi, giờ anh em cùng tham khảo cái kết cấu của cái phôi dây Kimber Cap, cái phôi dây. Anh em cùng tham khảo cái kết cấu với phôi dây. Mình sẽ cắt cái đầu jack ra, bỏ cái đầu jack để anh em thấy được cái kết cấu này. Rồi. Cắt cái jack với dây này. Dây rất là chắc nhé, cốt dây cực kỳ chắc, vỏ ngoài vật liệu đặc biệt đấy, chắc chắn. Dây này nó sắc, dây này nó có cái đặc trưng riêng của lớp vỏ ngoài nên là dây nó hơi cứng, đấy, cầm rất là chắc. Đặc trưng riêng, đây là lớp vỏ ngoài này, bằng vật liệu đặc biệt này, rất là trắng, rất là chắc này, chắc và cứng cáp này, chống nhiễu, chống cháy và chống nhiễu cực kỳ tốt nhé, cực kỳ chắc chắn này. Đấy, rồi sau cái lớp vỏ ngoài là đến một cái lớp giáp chống nhiễu bằng bạc rất là sáng, lớp giáp chống nhiễu cực kỳ dày và sáng, và phía trong là hai lõi. Sau cái lớp giáp chống nhiễu là một lớp ni lông này. Đấy. Và phía trong là hai lõi với hai màu khác nhau, một trắng một xanh, và mỗi một lõi cũng được bọc teflon. Đấy, cái này cái lớp chống nhiễu cực kỳ tốt, dây bọc teflon đã là chống nhiễu, thêm cái lớp chống nhiễu dày này thì anh em biết đấy, cái dây Kimber Cap cực kỳ chất lượng. Đấy, tước hai cái lớp vỏ ra, phía trong mỗi một lõi gồm rất nhiều sợi anh em, mỗi một sợi mạ bạc này, cực kỳ nhiều sợi mạ bạc nhé. Đấy, rất là nhiều sợi mạ bạc. Đấy. Những cái dây mà lõi mạ bạc nhiều sợi này thì cho chất âm rất là chi tiết và sạch sẽ đều tất cả các giải anh em ạ. Bát thì lực sâu, bên cạnh đó thì trung chép được thể hiện rất là tốt nhá, nên đặc biệt là trung mít thì ngọt và chép thì cực kỳ sáng. Đó là kết cấu của cái dây Kimber Cap, dây bãi xịn hai lõi với hai màu khác nhau, một trắng và một xanh, mỗi một lõi được bọc tiết lông và lõi ở giữa thì gồm rất nhiều sợi. Đầu jack thì cũng đầu jack tiêu chuẩn này, kết hợp với những cái đầu jack tiêu chuẩn này để tạo nên một cái dây Kimber Cap chất lượng cao. Và cái dây Kimber Cap này thì có độ dài tiêu chuẩn là 1 mét thôi, 1 mét, và chỉ có 500.000 một bộ, nó sẽ ship toàn quốc tất cả các vùng miền cho anh em. Và cái dây Kimber Cap này, và bên cạnh những cái dòng dây Kimber Cap này thì Quang Minh sẽ còn rất nhiều những cái dòng dây tín hiệu khác, ví dụ dòng dây giò xe của Hitachi bãi Nhật này. Đấy, những cái bản này thì giá tốt hơn, bản này thì dây này chỉ có 250.000 một bộ thôi. Đấy, jack cũng sử dụng jack của Hitachi, và dây là dây Proterra hoặc dây Hitachi, dây bãi Nhật cũng là lõi mạ bạc, nhưng mà cái chất liệu của nó thì không bằng cái dây của Kimber Cap hoặc là những cái dây ba lăng cân bằng hay là calon được cái này. Cái bản này là cũng có với sử dụng là jack, là đầu jack của Lutech, jack đực và jack cái này, đầu chân tiếp xúc mạ vàng, dây cũng dây bãi Nhật. Bản này dài 1 mét, nó chỉ có 250.000 thôi và đã bao ship. Và bên cạnh những cái bản dây
của những bãi Nhật sẽ có những bản cao cấp hơn như là những cái bản của WBT về bãi Đức này, WBT sử dụng rất khóa thì RCA của WBT bãi Đức bản như này dài 1 mét thì là 650.000 một bộ, hoặc là đồng một dây một đầu Calon cái, một đầu Calon, một đầu AV cũng đều có rất là nhiều đấy, hoặc là những cái bản chất lượng hơn nữa đều có dây của Mỹ. Maxitop bài Mỹ cũng sử dụng rất carbon, rất khóa. Đến những cái dây WBT hay là dây Mỹ này, dây Maxitop này đều là dây chống nhiễu một chiều, là made in USA. Dây bài Mỹ bản này thì cao cấp hơn rồi, với giá carbon rất khóa, rất chất lượng cao, kết hợp với cái dây Maxitop dây xịn này, một bộ này dài 1 mét là 800, hoặc là những cái bản dây ba lăng cân bằng hay là con lon được cái của Maxitop bài Mỹ này. Nhưng bản này thì nó đắt hơn, bản này thì hơn 900.000 một bộ, dài 1 mét là 2 sợi. Rồi nó sắc chất lượng cao để anh em có thể lựa chọn. Có rất nhiều nhá, rất nhiều những dòng dây khác nhau, hay là những cái dòng dây một đầu 3.5 ra hai đầu AV để anh em có thể kết nối từ điện thoại vào âm ly, hoặc máy tính vào âm ly, tivi vào âm ly ấy. Những cái bản này thì cái dây Hotech bãi Mỹ này, cái bản này thì nguyên bản nguyên zin từ đầu jack đến dây dẫn này, tiếp xúc thì cực kỳ tốt. Có 4 kích thước để anh em có thể lựa chọn: 1,5 m, 2 m, 3 m và 5 m, tương ứng là 1,5 m là 208, 3 m 2 m là 320, 3 m là 308 và 5 m là 450, dây nguyên bản nguyên zin. Đấy, tiếp xúc cực kỳ tốt, dây Hotech bãi Mỹ xịn, một đầu 3.5 ra hai đầu AV, và rất nhiều anh em đã sử dụng cái bản dây này đánh giá cực kỳ tốt. Đó. Và trên đây thì Quang Minh Audio có giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác nghe một số cái mẫu dây tín hiệu bãi, những dòng dây bãi Mỹ, những dòng dây bãi xịn, và cái dây Kimber Cap này một trong những bản mà của mình cũng rất là tâm đắc, với giá thành cũng phải chăng thôi, một bộ dài 1 mét này, chất lượng rất là tốt này, chỉ có 500.000 một bộ thôi. Đó, và anh em mà cần những cái dây kim bực cáp hay là dây bãi Nhật, hoặc là dây bãi Đức, bãi Mỹ, hoặc là những dòng dây khác thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại phía trên này 0944 737 321, và anh em ở Hà Nội thì có thể qua cửa hàng 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội để cùng trải nghiệm những cái dòng dây tín hiệu hay là những con DAC giải mã, hoặc là những cái phụ kiện âm thanh khác rất nhiều anh em nhé. Đó, và Quang Minh Audio xin phép sẽ dừng video tại đây. Quý vị và các bạn, các bác anh em đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác anh em trong những video clip kế tiếp.